Sự vắng mặt bất ngờ của David Silva trong những trận đấu gần đây, bao gồm cả trận đấu quan trọng gặp Tottenham, khiến cho người hâm mộ của Manchester City vô cùng lo lắng. Trong khi huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ nói rằng anh không thể thi đấu vì lý do cá nhân, thì mới đây tiền vệ 31 tuổi đã chính thức lên tiếng về sự vắng mặt đột xuất của mình. Trên trang Twitter cá nhân, David Silva viết: "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự quan tâm và những lời chúc phúc. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đã thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tôi muốn thông báo với mọi người, con trai của tôi Matteo đã ra đời, cháu bị sinh non và đang chiến đấu từng ngày để được sống. Với sự trợ giúp của các y bác sĩ, các đồng đội tại Manchester City đã dành cho Silva những sự ủng hộ vô cùng đặc biệt. Trong trận thắng Tottenham, Kevin De Bruyne đã ăn mừng bàn thắng và đưa tay thành hình số 21, số áo của Silva. Ngoài ra, khi chụp ảnh toàn đội, các đồng đội cũng cầm áo của Silva như một sự quan tâm và chia sẻ tới tiền vệ người Tây Ban Nha.